5 loại hoa tuyệt đối cấm đặt trên ban thờ ngày rằm tháng 5 âm lịch, kẻo tán ra bại sản, đại hạn triển miên. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, xét về cái văn hóa truyền thống tâm linh của người Việt thì bên cạnh cái việc thắp hương, dùng trái cây mông cỗ mặn để trên ban thờ gia tiên thì trên bên cạnh bàn thờ không thể thiếu một cái vật dụng quan trọng đó là một cái bình hoa tươi hoa vừa mang cái vẻ đẹp lại vừa có hương thơm là cái tinh hoa của đất trời vậy nên cái việc cắm hoa trên ban thờ sẽ thể hiện được cái tấm lòng thành kính và cái tấm lòng kính trọng trang nghiêm của gia chủ cũng như bày tỏ cái mong muốn của con cháu dâng lên ông bà tổ tiên những cái điều tốt đẹp nhất với những người phật tử thì hoa còn mang cái ý nghĩa là tu nhân dưỡng tính giữ cho tâm hồn được thanh khiết trong sạch à, có một số loài hoa nếu mà cắm trên ban thờ sẽ mang lại cái phúc lục dồi dào tài khí nó hưng vượng À, cũng như là cái sự giàu có và cái sự thuận hòa cho cả gia đình. Bên cạnh đó cũng có không ít những loại hoa mà tuyệt đối không được cắm trên bàn thờ, kẻo lại mang lại cái hung họa vào thân. Vậy thì đó là những loại hoa nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ của tử Hông trong chương trình ngày hôm nay. À, thưa quý vị, thì trước khi thắp hương, dân cúng đồ vật cũng như là gì, đọc bài khấn lên ông bà tổ tiên, thì đầu tiên quý vị cũng cần phải chuẩn bị để lau dọn bàn thờ sạch sẽ sau đó mới quý vị mới tiến hành việc dâng lễ đúng không ạ? Thì để lau dọn bàn thờ, ra tiên ấy, hoặc bắt thờ thần Phật, bàn thờ thần tài, thì quý vị cũng nên dùng một cái khăn lau Điên. riêng biệt nhé, dùng khăn sạch, không dùng các loại khăn mà dùng chung với lại cái uh, khăn lau bàn, khăn lau bắt đĩa hay là khăn bỏ để quý vị lau dọn bàn thờ. Uh, bên cạnh đó, cái khăn lau bàn thờ thì quý vị cũng chỉ dùng cái khăn chuyên dụng để lau cho bàn thờ nhé, lau xong quý vị lại giặt sạch sẽ và để vào cái vị trí sạch sẽ để khi cần thì có thể là dùng dùng lau lại chứ không được dùng các loại khăn khác à, thêm nữa để sử dụng lau ban thờ thì quý vị cũng không nên dùng nước lã nhé mà sẽ sử dụng cái nước bao sái ban thờ chuyên dụng đó là cái nước nhất tâm hương loại nhất tâm hương cái nước ban thờ nhất tâm hương này nó cùng các thành phần như là gì à, thảo dược tự nhiên như quế hồi đinh hương gỗ vang bạch đàn bồ hòn chanh xả à, khi mà sử dụng cái nước bao sái ban thờ nó cũng sẽ giúp cho quý vị gì cái không gian thờ cúng được sạch sẽ thơm tho Giúp xua đuổi côn trùng, mùa ruồi, mũi, gián kiến Và nó cũng sẽ Tẩy uế cho ban thờ Mang lại cái vượng khí cho cả gia đình Cái nước bao xá nhất tâm hương à, Cũng được tặng kèm Một cái khăn lau ban thờ nhé Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 chín Để thỉnh cái chai nước nhất tâm hương à, Dùng để lau dọn ban thờ cho nó thơm tho sạch sẽ Giúp cho các cụ về ngự được lâu hơn Cầu gì thì được đấy à, Thưa quý vị tiếp theo thì chúng ta đều biết ấy, từ xưa đến nay cái việc dâng hoa lên ban thờ thần phật ban thờ thần tài hoặc là ban thờ gia tiên ấy, là một cái, một cái việc làm mà con cháu thể hiện cái tấm lòng thành kính của mình đối với ông bà tổ tiên thần phật dâng hoa lên ban thờ cũng tượng trưng cho cái việc là dâng những cái điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống đến thần phật thánh và gia tiên thì đây cũng là một cái hành động thành kính để bày tỏ lòng biết ơn dù nó không mang nhiều cái ý nghĩa về vật chất, đặc biệt đối với Phật tử thì hoa là nhân, sau đó là cho ra ra quả, đúng không ạ? À, cúng hoa cũng thể hiện được cho cái tấm lòng thành kính của gia đình đối với thần Phật gia tiên. Nếu mà hoa đẹp sẽ mang lại cái thành quả tốt đẹp, hoa đẹp thì quả lành. Mỗi khi mà nhìn thấy thì chúng ta cũng phải tự nhắc nhở bản thân mình làm những điều thiện, tu nhân tích đức. À, tuy vậy, cái việc dân hoa thờ cúng cũng không nên tự tùy tiện. Không phải loại hoa nào cũng thích hợp để bày lên cái nơi trang nghiêm như trên ban thờ Do đó chúng ta cần phải lựa chọn kỹ càng Và trước khi mà đi đến những cái hoa cấm kỵ Thì Tử Thông Vũ sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn Về một số cái loại hoa vừa đẹp vừa thơm Đặc biệt mang nhiều cái ý nghĩa cho phong thủy Giúp cho ban thờ được vượng khí Khi mà thắp hương sẽ giúp cho gia chủ công việc được hanh thông thuận buồm xuôi gió Loại hoa đầu tiên mang ý nghĩa tốt lành Đó chính là gì? Hoa huệ À, thưa quý vị, hoa huệ ta hay còn gọi là cái hoa lễ ơn ấy. Thì chắc hẳn quý vị cũng không còn xa lạ gì với hoa huệ đúng không ạ? Thì đây là một cái loại hoa được các gia đình Việt Nam lựa chọn nhiều để dâng cúng lên ban thờ gia đình nhà mình. Hoa huệ cũng mang cái ý nghĩa của cái sự thuần khiết thanh tao, trang nhã nên là đặc biệt thích hợp dùng để làm hoa cúng trên ban thờ. Không chỉ vậy, hoa huệ còn có cái mùi thơm nhẹ, thoang thoảng và không hề gắt một chút nào cả, nó vẫn giữ được cái sự trang nghiêm cũng như cái tấm lòng thành kính gửi lên à, các bậc thần linh và ông bà tổ tiên. Chúng ta có thể sử dụng cái hoa huệ có màu đỏ, màu trắng, màu vàng cam đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta nên sử dụng màu trắng. À, quý vị nên chọn hoa màu đỏ hoặc màu trắng để mà cắm. À, và một bình hoa thì quý vị cũng chỉ nên cắm một cái màu, không nên xen kẽ nhiều màu với nhau, vừa giữ được cái tính thẩm mỹ, lại vừa gì? À, cũng là cái lời nói cầu chúc cho gia đạo luôn được bình an hạnh phúc đó là cái hoa đầu tiên loài hoa tốt lành thứ hai mà quý vị có thể lựa chọn đó chính là gì hoa cúc hoa cúc vàng ấy. thưa quý vị có lẽ cái hoa cúc vàng là cái loại hoa mà được trưng trên bàn thờ phổ biến nhất trong mọi gia đình người Việt hiện nay hoa cúc vàng mang trong mình rất nhiều cái ý nghĩa khác nhau à, như là cái lòng hiếu thảo cái sự trường tồn vĩnh cửu hay là biểu tượng của cái sức sống mãnh liệt, phúc lục dồi dào, may mắn, hanh thông. À, vì vậy hoa cúc vàng thường được chọn làm cái loài hoa cúng trên ban thờ tổ tiên, ban thờ thần Phật. Không chỉ bởi cái ý nghĩa sâu sắc mà còn vì cái màu sắc vàng của nó. Ấy, thì đây là cái màu mà tượng trưng cho nhà Phật. À, bên cạnh đó thì cái hương thơm của hoa huệ dịu nhẹ cũng sẽ mang đến cái sự dễ chịu là cái sự lựa chọn hoàn hảo để trên ban thờ À, tuy nhiên thì để lựa chọn ra cái màu hoa đẹp thì quý vị nên là chọn cái hoa màu vàng để mà dâng cúng nhé. Thì sẽ gặp được nhiều cái may mắn thuận lợi hơn. Đó là cái loại hoa thứ hai. Tiếp theo ngày rằm tháng 5 thì quý vị cũng thể cấm loại hoa thứ ba. Đó là hoa sen. Cái mùa này sen nó cũng gì cũng đang nở rộ. À, thưa quý vị, dân gian vẫn có câu ca là gì? Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng. Nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Thì trong môn loài hoa có lẽ cái hoa sen là cái loại hoa đặc biệt nhất Hoa sen vừa có mùi hương thơm thanh khiết Lại vừa có vẻ ngoài sang trọng à, Nên được đánh giá là loại hoa Có cái cốt cách thanh cao Gắn liền với nhiều cái điển tích của nhà Phật Hoa sen là cái biểu tượng của nhà Phật Không chỉ trong các chùa chiền Trong đền miếu Mà hoa sen còn được Đức Phật Dùng làm cái nơi tọa thiền đúng không ạ Hoa sen mang cái ý nghĩa Của cái sự thanh khiết nhẹ nhàng trong trắng thể hiện cái sức mãnh liệt và cái ý chí cái niềm tin nghị lực và cái sự kiên cường đặc biệt hoa sen còn là cái biểu trưng cho một cái linh hồn thuần khiết vì thế hoa sen chính là cái lựa chọn hàng đầu trong cái việc thờ cúng thúc đẩy cái vận may tài chính giúp cho gia chủ sớm làm ăn thuận lợi kinh doanh thì phát đạt hồng phúc thì dồi dào vậy nên trong thời gian này cái mùa hoa sen đang nở rộ thì quý vị có thể chọn hoa này nhé đó và cái loại hoa thứ tư mà cũng rất là nhiều đấy đó chính là hoa hồng nhé. À thưa quý vị, hoa hồng đỏ vừa có hương thơm dịu nhẹ, lại vừa gì, mang nhiều cái màu sắc biểu trưng cho cái sự cát tường, cũng là một trong những cái loài hoa thích hợp để cắm trên ban thờ. À, theo quan niệm của phong thủy thì cái màu đỏ hoặc là cái màu hồng là cái màu may mắn. Cái điều đó giải lý giải tại sao mà những vật phẩm phong thủy thường gì. À, có một thế màu đỏ như ban lê xì đèn lồng hoặc là bùa bình an thì đều có màu đỏ. Thì bên cạnh đó, hoa hồng có ý nghĩa là ngập tràn cái hạnh phúc, cái sự trường tồn vĩnh cửu sẽ là cái sự lựa chọn tuyệt vời cho quý vị. Nếu như mà gì muốn bày đặt trên bàn thờ trong những ngày rằm ngày mùng 1 hoặc ngày lễ Tết. Cái màu sắc của hoa hồng vốn nhiều nhưng mà quý vị cũng chỉ nên chọn cái loại hoa màu đỏ tươi. À thưa quý vị một loại hoa hồng vừa đẹp vừa sang trọng lại vừa có ý nghĩa để trên bàn thờ tổ tiên thì chắc chắn cũng sẽ mang đến một năm tài lộc may mắn sung túc và bình an vì vậy uh, nên thường xuyên dâng hoa trên bàn thờ sẽ giúp gia chủ tăng cường cái may mắn được thần phật tổ tiên che chở độ mạng tài lộc thì tấn tới, tới làm ăn thì phát đạt uh, loài hoa thứ năm mà quý vị có thể sử dụng để trên bàn thờ đó chính là gì hoa cúc đồng tiền À, thưa quý vị nói chung hoa đồng tiền như cái tên gọi của nó đây là loại hoa mang lại nhiều cái may mắn và tài lộc và cái sự thịnh vượng cho cả gia đình bên cạnh đó hoa cúc đồng tiền còn biểu trưng cho cái sức khỏe và cái tuổi thọ dùng hoa cúc đồng tiền dâng lên trên ban thờ phật ban thờ tổ tiên ban thờ thần tài là thể hiện cái tấm lòng thành kính của gia chủ đối với ông bà tổ tiên cũng như các vị thần phật thường hoa cúc đồng tiền rất đa dạng màu sắc và được dùng trong cái việc thờ cúng trên bàn thờ quý vị có thể thường xuyên bài trí ở phòng khách hoặc là gì ở ờ, những cái vị trí mà đào hoa cũng sẽ rất là tốt cho cái việc gì tăng cường cái vận may của mình loài hoa thứ sáu mà quý vị có thể lựa chọn đó chính là gì ờ, hoa đào hoa đào thì thường là chỉ có trong ngày tết thôi đúng không ạ nào thưa quý vị nói chung ở miền bắc nói riêng thì nhìn thấy hoa đào là cái thấy cái không khí của ngày tết vào cái dịp đầu xuân năm mới thì quý vị cũng không thể thiếu vắng cái sự xuất hiện của hoa đào trên bàn thờ à, đầu tiên hoa đào được xem là cái loại hoa của ngũ hành có thể xua đuổi ma quỷ và mang đến những cái điều may mắn mang đến cuộc sống bình an cho mọi người hoa đào còn tượng trưng cho cái sự sinh sôi nảy nở nếu như mà quý vị vừa muốn không khí trong nhà ấm cúng tràn đầy cái hương vị tết à, muốn thể hiện cái tấm lòng thành kính thì hoa đào cũng là một cái sự lựa chọn hoàn hảo à, thưa quý vị quý vị thân mến thì bên cạnh các loại hoa mang tính chất cắt lành này thì cũng có những cái loại hoa không phù hợp để dâng cúng lên ông bà tổ tiên cũng như là cái vị thần phật bởi cái ý nghĩa của nó không tốt thậm chí là gì à, có thể là một cái sự xúc phạm đến thần linh phá vỡ đi cái sự trang nghiêm của đường tới cao đó là những loại hoa gì mà chúng ta phải cần tuyệt đối tránh thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây à, thì loại hoa đầu tiên mà quý vị cũng cần phải tránh không nên đặt trên bàn thờ theo quan điểm dân gian. Thứ nhất đó chính là hoa ly. À, thưa quý vị, chúng ta đã biết hoa ly là cái loại hoa mà nó cũng khá là đẹp và mang nhiều vị ý nghĩa. Nhưng cái hoa này thì khi đặt trên bàn thờ nó gợi lên cái sự ly tán. Hơn nữa, đây là cái loại hoa quá rực rỡ, lại có mùi hương đậm À, nói chung ấy, quý vị sử dụng thì nó không được trang nhã không được dịu nhẹ thanh tịnh nên là muốn thở hoa ly cho đẹp thì quý vị chỉ có thể thở ban thờ thánh mẫu thôi vì không phù hợp để trên ban thờ gia tiên hay là ban thờ phật hoang càng rực rỡ thì mùi hương lại càng động và lại càng không thích hợp đúng không ạ loài hoa thứ hai mà quý vị cũng cần phải lưu ý đó là hoa nhài à, thưa quý vị hoa nhài được biết đến là cái loại hoa có vẻ thanh khiết, hương thơm thì bền lâu Nhưng lại là loài hoa không nên đặt trên ban thờ Bởi tích xưa ấy, thì cái loại hoa này nó không đẹp Đó Nó gây ra những chuyện thị phi Và gây ra nhiều cái điều gọi là nghịch cảnh Từ đó hoa nhài cũng là một cái loại hoa Của cái sự gọi là sự việc không đúng đắn Và nghịch cảnh nên là người ta cũng không dùng nhé Loại hoa thứ ba mà quý vị cũng kiên kỵ Đó là hoa phù dung À, thưa quý vị, cái hoa phù dung thì sớm nổ tối tàn. Nói chung ấy, cái hoa này có cái tên đẹp, màu hoa cũng đẹp, nhưng mà có cái tích không hay nên người ta cũng không sử dụng cái hoa phù dung để đặt trên ban thờ. À, hơn nữa, cái loại hoa này, này cần gì? Nó rất là mau tàn, đấy. Nó mang một cái nỗi buồn và chúng ta cũng không nên đặt trên ban thờ, quý vị nhé. Và có loại hoa thứ tư mà quý vị cũng kiên kỵ đó là hoa giả hoa giả, hoa giấy, hoa nhựa, vân vân. À, thưa quý vị, quý vị nên chọn dâng cúng hoa tươi lên trên ban thờ vào ngày rằm mùng 1 Đấy, không nên mua những loại hoa giả, hoa nhựa. Theo quan niệm của người xưa, ấy, à, những gì không phải là đồ thật thì thường đồng nghĩa với sự giả dối. Dâng hoa cúng tổ tiên là một cái nét đẹp trong cái phong tục thờ cúng của người Việt. Vì vậy, tốt hơn là chúng ta nên để cắm hoa tươi trên ban thờ. Cái hành động này nó biểu hiện cái tấm lòng thành kính của con cháu đối với tổ tiên. Hơn nữa, hoa tươi dù khó chăm sóc hơn nhưng lại đẹp hơn, cái hoa giả rất là nhiều, đó. Tiếp theo, một cái loại hoa thứ năm mà quý vị cũng không nên dâng cúng, đó chính là gì? Hoa cúc vạn thọ. Hoa cúc vạn thọ là có một loại hoa nói chung là rất được ưa chuộng của người miền Trung, rất dễ trồng, rất dễ sống và cái màu sắc của nó cũng khá là đẹp. À, nhưng mà ấy nó là một cái loại hoa mà có cái mùi hôi hắc Không phù hợp đặt trên ban thờ gia tiên Hoặc là ban thờ thần Phật trong những ngày lễ tiết rỗ chạp Vậy nên là chúng ta cũng sẽ không dùng hoa này nhé Và loại hoa thứ sáu mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn Đó chính là gì? Những cái loại hoa khác như là hoa dâm bụt, hoa cứt lợn vân đó Tại vì những cái hoa này thì nó sẽ có những cái tên không hay Hoa dâm bụt thì nó cũng là một loại hoa đẹp có hoa cứt lợn thì nó tên nó cũng không hay đó vì vậy mà quý vị cũng cố gắng lựa chọn thật kỹ tránh để gì phạm phải những cái điều đại kỵ trong tâm linh à, thưa quý vị à, như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những loại hoa kiêng kỵ cũng như những loại hoa tốt đẹp đặt trên ban thờ giúp mang lại cái may mắn vượng khí cho cả gia đình à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.